xin chào quý vị các bạn. Như vậy là Hyundai thành công đã ra mắt hai mẫu xe là Hyundai Elantra 2019 và ngay bên tay trái của Duy đây là Hyundai Tucson, một bản Philip mới. Hyundai Tucson thì có lẽ Duy sẽ hẹn quý vị các bạn ở trong clip tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại với cả Hyundai Elantra. Hyundai Elantra thì vẫn được phân phối với 4 phiên bản, 2 phiên bản 1.6, 1 phiên bản 2.0 và phiên bản đang đứng ngay bên cạnh Duy đây là phiên bản Hyundai Elantra Sport với động cơ turbo có cái thông số là hơn 200 mã lực, một trong những mẫu sedan hạng C có cái thông số cao nhất ở trong phân khúc, cao hơn hẳn so với những đối thủ phân khúc của mình như là Kia Cerato này, rồi là Mazda 3. Còn Hyundai Elantra Sport thì là một mẫu xe hướng tới nhiều sự thể thao hơn. Các bạn có thể thấy ngay ở cái phần đầu xe với cái ngôn ngữ thiết kế có thể nói là khá giống với cả chiếc Hyundai Sonata mới đó. Các bạn thấy không ạ? Một cái diện mạo giúp cho cái phần đầu xe của Elantra có được cái sự dữ dằn và tinh tế hơn. Đặc biệt là ở cái phần đầu xe, cái lưới tản nhiệt đây. Cụm lưới tản nhiệt này được thiết kế dạng tổ ong, cũng là một cái điểm nhấn, một cái điểm khác so với cả tất cả 3 phiên bản còn lại của Hyundai Elantra. Đặc biệt các bạn hãy chờ Duy một chút xíu thôi. Rồi, các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy sao về cụm đèn pha mới của Elantra? Ở trên cái phiên bản Sport, phiên bản động cơ turbo này, các bạn có thể thấy rất rõ rằng là tới một bên đèn pha có tới 1, 2, 3, 4 beam LED. Xe Hàn bây giờ ngập tràn công nghệ luôn. Để nói về những cái ngôn ngữ thiết kế của xe Hàn bây giờ thì đâu đó chúng ta thoảng phất chúng ta đã thấy rằng là những cái đường nét thiết kế của người Đức đã in hẳn lên cái phần ngoại thất của chiếc xe. Ở dưới đây thì chúng ta vẫn có đèn sương mù là bóng halogen thôi. Và chúng ta có một cái phần hốc gió ở đây. Cái phần hốc gió này khá là quan trọng với những cái chiếc xe mà có cái động cơ lên tới hơn 200 mã lực này. Bởi vì khi chúng ta tăng tốc thì chúng ta kể cả chúng ta di chuyển với những cái tốc độ cao cũng vậy, cái hốc gió này sẽ giúp đưa cái luồng gió vào trong cái hốc bánh này để triệt tiêu đi cái luồng gió xoáy ở trong một bánh xe. Phần thân xe thì các bạn có thể thấy rằng là vẫn được trang bị cái bộ la răng 17 inch giống như trên chiếc Elantra Sport thế hệ tiền nhiệm. Cái phần thiết kế của la răng này được phối giữa cái màu ghi xám và cái phần màu nhôm giả nhôm phay xước này, khiến chúng ta liên tưởng tới ngay những cái bộ la răng của những mẫu xe đến từ châu Âu, phải không ạ? Đây các bạn thấy này, đĩa phanh khá to nhé, cùm phanh lớn. Cùm phanh này mà anh em màu đỏ này về sơn cái màu đỏ cùm phanh này nhìn mê luôn. Được, tiến đến cái phần gương đi. Phần gương thì không có quá nhiều thay đổi đâu ạ. Vẫn có gương gập chỉnh điện này, rồi là xi nhan báo rẽ LED ở trên gương. Có một cái điểm mà Duy khi mà tới đây Duy mở cái cánh cửa xe của Elantra Sport mới ra thì thật sự Duy hơi ngạc nhiên một chút. Các bạn có thể thấy rất rõ rằng là ngay khi chúng ta mở cửa ra, chúng ta đã thấy được cái độ nặng của phần cánh cửa. Trước đây thì mọi người thường hay có cái suy nghĩ rằng là với những mẫu xe Hàn thì phần thân vỏ rồi phần khung nó sẽ không được chắc chắn cứng vững, nhưng mà ngày nay thì khi mà sờ những cái mẫu xe, chúng ta chạm những mẫu xe Hàn và thấy khác biệt rất nhiều. Các bạn nghe tiếng đóng cửa chắc nịch luôn. Cái đường viền đen ở đây nối liền cái phần khung cửa kính này cũng là một trong những cái điểm nhấn giúp cho cái phần thân xe nhìn nó có cái sự thể thao hơn. Trong những cái năm gần đây ấy, đặc biệt là năm 2018 và năm 2019 ấy, thì Hyundai Elantra luôn luôn là một mẫu xe có được cái doanh số mà rất nhiều những đối thủ khác trong cuộc phân khúc phải e ngại. Các bạn có thể quan sát một vòng. Bây giờ mời các bạn xuống tới phần đuôi nhé. Phần đuôi, phần đèn hậu của Hyundai Elantra cũng là một trong những cái điểm mà Duy rất muốn chia sẻ. Các bạn có thấy không ạ? Nếu như trước đây Hyundai Elantra có cái cụm đèn hậu nó hiền lành bao nhiêu thì bây giờ cụm đèn hậu của Hyundai Elantra lại cho chúng ta một cái cảm giác là nó mãnh liệt hơn khá nhiều so với cả thế hệ trước. Đây là cái giải đèn LED, hai giải đèn LED dạng tia sét được xếp song song với nhau. Đó, các bạn thấy không? Chờ Duy một chút nhé, bật xi nhan thử xem sao.
Bóng halogen. Thật sự là nếu như cái phần này nó gây ấn tượng bao nhiêu thì cái đèn xi nhan của Elantra lại cho chúng ta một cái cảm giác nó hơi hụt hẫng một chút xíu, phải không ạ? Một cái bóng halogen hơi hiền lành so với cả tổng thể thiết kế của cái cụm đèn chiếu hậu phía sau này. Đằng sau chúng ta cũng có tới 1, 2, 3 và 4 cảm biến kèm theo hệ thống camera lùi. Theo thói quen chúng ta thấy camera lùi ở đây nhưng mà không. Camera lùi của Elantra đã được làm ở ngay phần dưới cánh gió đây. Phải nói là một chi tiết có được ngay cái sự tinh tế. Nó không còn là cái phần lồi lồi ra nữa. Nằm sâu ở đây. Rất đẹp. Có một cái điểm này nữa này. Là nếu như những cái mẫu xe trước đây ấy, chúng ta thường hay thấy những cái chi tiết hay là những cái phần lẫy để chúng ta mở cái phần cốp xe rất là đơn giản thôi. Nhưng mà Hyundai Elantra được giấu khá tinh tế và gọn gàng ngay bên trong logo của Hyundai. Các bạn nhìn có phát hiện ra không ạ? Nếu như ai mà không để ý thì chắc chắn chúng ta sẽ rất khó lòng để có thể mở chiếc cốp này ra. Buộc có khi chúng ta phải dùng điều khiển, nhưng mà đây rất nhẹ nhàng, phần cốp đã được mở ra. Nếu như xét với các đối thủ trong cùng phân khúc, đặc biệt là Toyota Corolla Altis, thì phần cốp của Hyundai Elantra không được đánh giá cao. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta vẫn có một cái khoảng không gian dung tích đủ dùng. Phần cốp nặng thật sự là chắc chắn hơn rất nhiều so với cả những thế hệ trước đây đấy ạ. Phần tôn vỏ này đều rất là chắc chắn này. Này các bạn có thể thấy rất chắc chắn. Đèn hậu này, cái giải hai cái giải song song là đẹp, nhìn rất bắt mắt. Đèn phanh, đèn phanh ở trên đây, đèn phanh các bạn thấy này, cũng được gửi nằm trên cao luôn. Đó, hỗ trợ chúng ta rất tốt khi chúng ta đi ở ban đêm. Còn một cái điểm nữa Duy muốn chia sẻ ở ngay phía dưới thôi. Hệ thống ống xả kép đây, mọi người thấy không? Thiết kế rất đẹp mắt. Nếu như mà các bạn nhìn tập trung chủ yếu vào cái phần bảng táp lô phía trên này thì có lẽ là sẽ không có cái sự khác biệt quá nhiều so với cả thế hệ trước đây. Có chăng là những cái phần ốp nhựa được làm giả carbon chạy ở đây, chạy dọc kéo dài từ cái phần cụm điều hòa ở bên phải sang tới hết vô lăng và sang tới tận cái phần cửa gió điều hòa bên tay trái đây. Phần trên tổng thể cái mặt táp lô ở đây thì chúng ta cũng vẫn sẽ có chất liệu là nhựa mềm phối với cả cái đường carbon, đường giả carbon nhựa cứng ở đây. Phần dưới đây cũng vẫn là nhựa cứng này. Hộp để đồ khá là ổn so với cả một chiếc sedan các hạng C. Đó. Điều hòa hai vùng độc lập, khởi động bằng nút bấm Start Stop Engine ở đây. Từ cái phần chỉnh điều hòa này trở xuống tới khu vực cần số thì có lẽ đây mới là những cái chi tiết mà Hyundai Elantra Sport dành khá nhiều cái sự yêu thích của tất cả mọi người, những vị khách hàng của Hyundai. Đây, các bạn có thấy là phần này được thiết kế tinh gọn, các cái phần nút bấm được làm rất là rõ ràng. Và ở giữa những nút bấm này còn có cả những cái phần nhựa được làm cải tiến giúp cho nó nhìn bắt mắt và hấp dẫn hơn. Đó. Đây là núm chúng ta chỉnh gió ở phía chính giữa này. Hai bên đây là chỉnh nhiệt độ. Những cái núm chỉnh này khi mà sờ vào thì Duy cũng cảm nhận ngay được cái sự chắc chắn, không hề có chút lỏng lẻo nào cả. Đó. Mời các bạn tiến tiếp xuống cái phần cần số này đi. Phần cần số mới này thì các bạn có thể thấy được rất rõ ràng rằng là cái hộp số ly hợp kép này thì vẫn được trang bị và cùng với cái động cơ giống như trên thế hệ cũ thôi. Và cái phần này đã được thiết kế lại một chút. Nhìn ở đây như được sử dụng bằng một cái chất liệu kim loại được sơn tĩnh điện màu đen ấy. Đó, nhìn rất là bắt mắt. Cần số cầm khá là thích tay. Ở đây thì chúng ta cũng có sạc di động không dây ở đây, chuẩn chi. Cổng sạc di động không dây chuẩn chi. Rồi cổng AUX, rồi cổng sạc 12V 180W ở đây. Tiếc là chúng ta vẫn chưa được trang bị phanh tay điện tử, chúng ta vẫn phải dùng phanh nhanh cơ mà thôi. Rồi, bây giờ thì mời các bạn quay lại với cái phần vô lăng này đi. Cái phần vô lăng được thiết kế dạng đê cắt này thì cũng đã xuất hiện ngay ở trên chiếc Elantra Sport thế hệ trước rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ chỉ có một chút cái phần tinh chỉnh, gọi là tinh chỉnh nhỏ thôi, ở cái phần thiết kế ở phía dưới đây. Đấy, các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có một cái đường chỉ màu đỏ kết hợp với cả cái đường line màu đỏ ở đây để tăng thêm cái sự thể thao cho cái vô lăng đê cắt này. Rất hấp dẫn, mình nói là rất hấp dẫn đấy.
Với cái chiều dài cơ sở là 2700mm thì Hyundai Elantra hoàn toàn có được một cái không gian nội thất khá tốt nếu như chúng ta ngồi vào cái phần hàng ghế thứ hai của chiếc xe này. Mặc dù là được đánh giá không thể cao bằng những cái mẫu xe như là Toyota Corolla Altis đâu, nhưng mà rõ ràng là khi mà chúng ta so với cả Cerato này, so với cả Mazda 3 thì Hyundai Elantra vẫn được đánh giá là một mẫu xe có cái phần không gian hàng ghế thứ hai nhỉnh hơn.